Mua đâu? À. Mua đâu? Con nào? Ừ. Mua trên quê đấy, trước anh bán đấy. Còn mấy ít này không biết mua đâu. Thử mua dưới này. Dưới này nó ra chất lượng như này, nó cả pha hết rồi. Nhúng nhúng luôn anh. Nhúng luôn à? À bong bóng luôn à? Bong bóng luôn. Nó nổ luôn. Ui rơi 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 rơi. La la, bẩn bẩn. Bao giờ thì được. Lần đầu tiên anh này. Rơi à? Anh rơi à? Ui rồi. Bảo rồi. Dịch ra. Không thì ấy cho nó trước, đừng có nhục nó, kẹ nó. Bắn mặt mình rồi nhé. Thế mình chọc nổ. Không phải chọc nổ. Nguy hiểm thế. Hay con này sắp nổ này. Cái này có nổ đâu, cái này nó không nổ. Bong bóng à? Chọc đi nhá. Thôi 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 bỏ. Chờ mua được rồi. Đi đâu mà chén rượu. Bà này làm sao được em luôn. Ăn. Thịt tí không trọng. Đây thịt trâu à. Bắn tung tuế hết ra. Thì xin đi đũa thế à. Hề. Khí thế chứ. Cái gì. Nhà không có gì để được kiện. Không chấm gì à. Thế là ăn không rồi à. Không cần chấm đâu. Là cái tàn. Cái chấm không làm. Một canh ở đây này. Ngồi đi. Một canh đâu, nó bị canh đâu. Trong này. Không có ấy, không hút. Anh không mua rau mùi à? Không hỏi em mua. Không có mùi là một đi. Nước mùi đâu nó đâu cũng ngon mà. Thơm. Chúng tôi cũng cho ít con này vào, xong rồi tôi quấy được là nước chấm. Chuyện con này vào. Bong bóng nổ ấy. Bong bóng đây à? Ủa, cái này chưa nổ à? Cái đấy không nổ. Nó dày quá. Nhìn nó chắc nổ. Thì mua em rồi. Cơm bài, cơm một cháu. Cái giấy này. Hôm nãy không có anh thứ. Nó nổ, nó giật mình ấy. Mà nó đủ nó đi ăn. Bong bóng nổ. Bóng nổ. Gọi là bóng nổ. Ăn cái này nhai mái nó chân mình là chứ đúng hợp hợp của vị nó, kiểu như cho vào tàu mốc vậy. Xong đập đập đập. Xong tàu. Xong em chẳng dùng cùi à, dùng ấy giã. Cái giã. Cháy. Cái cháy kìa. Xong nặng quá. Như da trâu á. Này còn một ít đây, hai con chén nó đốt ở đấy. Đốt đống đây.
thì xuống sớm này. Sớm không đi làm luôn này. Tưởng nghỉ rồi lại đi làm. Thật pháp. Thế bên ai nó cũng cho âm mà. Nghỉ hết đấy. Ngày hôm nay nửa phép nữa. Được dương mà chuyện cờ như tháng này là Tết cũng lỗi. Này đi tất niên xong bào. Bào xong này ôm nhà vệ sinh trong đấy. Đêm luôn. Đi tất niên lần này B2 là hết giải. Mỗi công nhân phần B2 này phải. Mỗi công nhân Hà Nội hả? À, không có kia bọn anh đi cũng thế toàn người V2 được rồi. Từ giải to đến đại nhỏ luôn. Không. Em thích nhỉ? Cho vào đi. Qua được 200 cầm kích. Được khu kích à? Mà 200 à? Ui, bằng bóng này vào. Tiền đó đi lên hoa là 3 lít rồi, 3 lít rồi. Âm 100. Cái này được rồi. Cái này cho vào hết cho nó nổ nhỉ. Nó nổ cả cái nồi nhỉ. Bùng 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 bùng. Thế thì phải đóng nắp lại. Đây nó dày lắm. Ôi cho nó lên. Cho lên, bảo rồi cho lên. Chọc thì chọc luôn đi. Chẳng đâu. Ông chọc cho mặt nước nó chẳng bay. Hôm nay chất đen nhé, làm bay bên này rồi. Thôi đừng cái trò này. Chọc hết cho mới cho vào. Ai mà bỏ đấy. Anh được không? Anh rất đen nhé, đàn bắn ở bên này đâu. Chắc muốn chơi đến giờ. Chị Thu mà không không bắn đâu chị vui nhỉ. Cái này nó sáng hơn. May mà chạy nhanh ý. May mà biết vó hả? Đấy. Không để nổi đâu, cái này ngoài đó mà. Đó đi, đi, đi. Bùng. Nguy hiểm lắm. Rồi, tránh mặt nhá. Tránh nhá, tránh nhá. Nổ đâu. Chết phôi bọn. Tí này mất ngon. Bùng. Thôi rồi. Thôi chọc ở đây xong rồi cho vào đi. Lại bay sang xuống bây giờ. Ăn được mà chạy. Nó có, chắc nó miễn phí chứ à? Khoảng 20.000 thì cần miễn phí gì nữa. Bóng bóng kho nó sổng rồi. Nó sổng à? Cắt thịt vào. Cái túi trứng không lấy đi. Túi dạ dày ruột. Nhưng mà toàn mỡ ấy. Mỡ thì lấy làm cái gì. Mỡ này như đợt trước không ăn được.
ngày đấy thật cố mơ đấy là cho một canh măng nữa. Nhưng mà mỡ cá này đấy, bong bóng ra thôi. Làm nhau không cần lâu nữa. Không bỏ cũng ngon chứ không. Qua hai đứa ăn hết mực đùi rồi. Không có hết đâu. Mua hết 300-400 ăn hết đâu. Con mệt quá, con đi sang rồi. Mua khúc cá, cá chấm. Hiện tại hết 100-110. Ba chị bò. Còn mua mực. Xương thịt cả cá. Mua cả mực. Không nổ nữa đâu à? Ba chỉ, cái này là ba chỉ lợn hay ba chỉ bò? Chắc chỉ lợn thôi, nhìn lên. Bò làm gì mà mỡ đấy. Các phẩm là bò không có cân này đâu. Bóc bóng nổ. Ăn như bong bóng à? Mỡ ngày ngại. Mỡ. Không bong bóng nữa. Nhiều tanh. Nhúng vào không hợp thì đâu để cho vào nấu măng chua canh kiểu canh nấu sổng nó măng chua canh sổng khá cao cho nên cái đấy diệt tanh các kiểu các thể loại luôn này. Xuống mà không mưa thì mình rửa mối lên ao rồi. Tưởng lên từ hôm qua hôm anh chịu xuống mưa to quá luôn. Hôm qua lại say rượu đây. Hôm nào cũng phải say. Chúng bảo nếu mà để thế sợ người ta trộm mất thì bảo gần Tết mấy hôm nữa bảo vô lên bếp. Trong này cá to mà gác bếp để ăn Tết hợp lý. Nhiều cá thế cả. Tầm Tết thì nhiều người đến trộm lắm, ai đâu mà. Bây giờ không ai trông rồi. Không ai trông á. Ông lại bóc của chết đâu. Ông thì hay ở ao thì có khi tầm này đang ở ao đông cá. Ao lớn. À lớn quá, không ngủ đấy à? Có ai ngủ hay mà đâu, không đi rồi. Không đi rồi thì ai ở trên đấy nữa. Con cháu đi lại sợ. Thì bắt hết con to rồi. Xong để lại một hai con thôi để hôm nào mình sắp xuống làm ấy. Làm luôn đảo con. Không thì đêm 30
đêm 30 anh em mình đêm